Louis ngồi dưới ghế khán giả vừa để nhìn trộm mông gái xinh, vừa xem trộm anh trai đang thi chạy điền kinh. Nhưng cũng không được lâu thì cậu đã bị bảo vệ phát hiện, thế là cậu liền dùng tốc độ tên lửa chạy xuyên qua sân vận động. Điều này đã làm anh trai nhận ra năng khiếu chạy của em trai mình. Đây là một bộ phim được cải biên từ câu chuyện có thật. Cậu bé này tên là Louis là một cậu nhóc nghịch ngợm có tiếng trong vùng, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau là điều cậu làm thường xuyên. Nhưng Louis cũng sở hữu một năng khiếu mà ít người có, đó chính là cậu có thể chạy cực nhanh. Mỗi lần phạm tội thì không có ai có thể đuổi được Louis. Người bố cũng bất lực với cậu con trai nghịch ngợm của mình. Mãi đến khi anh trai phát hiện ra tài năng chạy của Louis thì anh đã động viên em mình, nếu không chịu học thì hãy trở thành vận động viên điền kinh. Nhờ sự động viên của anh trai mà Louis cũng bắt đầu tập luyện để làm vận động viên nhanh nói. Cậu kiên trì tập luyện từ ngày này qua ngày khác, anh trai vẫn luôn đồng hành cùng cậu trong những buổi tập. Chẳng được bao lâu thì cậu nhóc Louis đã trở thành một chàng thiếu niên to cao, anh liên tục giành được giải nhất trong các cuộc thi điền kinh, dần dần trở thành nhân vật có tiếng trong trường học, rồi còn được chọn vào đội tuyển quốc gia đi tham dự Olympic. Dựa vào khả năng hơn người và thực lực không khuất phục của mình đã giúp cho anh nhận được huy chương vàng ở Olympic. Ai nấy cũng đều ăn mừng cho chiến thắng của Louis. Mà lúc này Louis cũng chỉ mới 20 tuổi, vốn tưởng rằng cả đời này anh sẽ ở trên đỉnh vinh quang nhờ tài năng chạy. Ai ngờ lúc này chiến tranh thế giới thứ hai lại bùng nổ, thế là Louis đã phải lên đường đến Nhật tham gia chiến tranh. Louis liên tục phải chạm mặt với tử thần ở trên không trung. Điều đen đủi là trong một lần làm nhiệm vụ, máy bay của Louis điều khiển đã gặp sự cố hỏng động cơ, rồi cứ thể rơi thẳng xuống biển. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chiếc máy bay của họ đã vỡ nát tan tành. Cũng may anh cùng với hai người đồng đội vẫn còn sống sót và còn chiếc thuyền cứu sinh để làm hy vọng sống cho họ. Cũng may là vẫn còn một ít thức ăn dự trữ, bọn họ dùng tiết kiệm tối đa chỗ thức ăn đó. Nhưng cố gắng tiết kiệm lắm thì cũng chỉ 3 ngày là hết. Giờ đây bọn họ vừa đói vừa khát, cộng với ánh nắng mặt trời gay gắt khiến ba người dần rơi vào tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này một con hải âu bay đến đậu chỗ họ. Louis nhanh tay tóm lấy nó, cứ tưởng rằng lần này sẽ có một bữa no nê. Nhưng ai ngờ thịt sống quá tanh khiến họ ói ra hết. Không còn cách nào khác, họ đành dùng thịt con hải âu để câu cá. May mắn là họ đã câu được một con, và con cá đó đã giúp họ sống sót thêm được vài ngày. Mặt biển rộng lớn không hề thấy điểm dừng, ba người cứ thế trôi nổi trên mặt biển rộng lớn. Hôm nay bọn họ lại được ăn một bữa no nê vì đã bắt được một con cá voi. May mắn hơn là trời đã đổ mưa, họ vội vàng há miệng ra để hứng những giọt nước ngọt giữa biển. Ba người không ngừng động viên nhau phải cố gắng sống sót chờ cứu viện, và rồi điều họ mong chờ cũng đã đến. Hôm nay trên trời đã xuất hiện một chiếc máy bay bay ngang qua. Ngay lập tức ba người bắn súng tín hiệu lên trời, rồi vẫy tay cầu cứu. Nhưng bọn họ không thể ngờ rằng đó chính là máy bay của quân địch. Ngay khi phát hiện máy bay liền xả đạn bắn. Cũng may ba người đã kịp nhảy xuống biển, mặc dù đã thoát chết, nhưng phao cứu sinh đã bị đạn bắn thủng tứ tung. Ba người vội vàng sửa nó. Nhưng vài ngày sau Mike đã không thể cầm cự thêm được nữa, mặc cho Louis có gọi như nào thì anh cũng không tỉnh dậy. Louis cùng với John vô cùng đau lòng, nhưng họ cũng không thể giữ mãi thi thể của Mike ở trên phao cứu sinh, nên đành vứt thi thể của đồng đội xuống biển sâu. Một vài ngày sau John cũng đã gầy nhom, Louis cũng chỉ biết nhìn lên trời cao cầu nguyện điều may mắn sẽ đến với họ, để rồi bỗng một hôm hai người trôi giặt đến một nơi có bóng râm. Cứ nghĩ đó là đất liền, ai ngờ đó chỉ là thuyền của quân địch, rồi bọn họ đã bị đưa đến trại giam của lính Nhật. Ở đây chỉ cần Louis liếc mắt nhìn tên đại tá Mia vì là đã bị hắn đi tới cho một gậy vào mặt. Hắn chính là tên đại tá hung ác nhất của lính Nhật. Mỗi ngày hắn đều đánh đập hành hạ lính Mỹ, mà nếu như không đánh đập thì hắn lại bắt lính Mỹ nhịn ăn nhịn uống, đứng im một chỗ từ sáng đến tối. Nhưng mấy hình phạt này cũng chẳng nhằm nhò gì với Louis. Đến khi tên đại tá biết rằng Louis là một vận động viên điền kinh, hắn liền ép anh thi đấu cùng với cấp dưới của mình. Nhưng bây giờ Louis đã gầy như que củi nên không thể thắng nổi, mới chạy được một vòng đã ngã gục xuống đất. Thế là anh lại bị tên đại tá đánh cho một trận. Lúc này họ đã nhận được một tin vui, đó là quân Nhật đang liên tục bại trận trước Mỹ. Trên bầu trời cũng càng lúc xuất hiện càng nhiều máy bay của Mỹ. Điều đó đã giúp cho hai người họ nhìn thấy hy vọng. Giờ họ chỉ cần kiên trì chịu đựng đến khi quân Mỹ giành thắng lợi là bọn họ có thể sống sót trở về nước. Mà quân Nhật liên tục thua trận khiến Miyavi càng ngày càng cảm thấy bất mãn, suốt ngày dùng bạo lực hành hạ tù nhân Mỹ để giải tỏa tâm trạng. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi không có việc gì làm là lại chạy đến đánh đập Louis. Sau khi biết Louis là vận động viên điền kính, tướng Nhật đã đến tìm anh, hắn muốn anh đọc bài diễn văn phản quốc trên đài phát thanh, chỉ cần làm như vậy thì anh sẽ được thả về nước. Louis do dự một lúc nhưng vẫn dứt khoát từ chối, anh thả chịu quay lại nhà tù để chịu đòn của tên Miyavi, chứ không bao giờ làm kẻ phản quốc. Thấy ý chí của Louis kiên cường như vậy, Miyavi lại tiếp tục hành hạ anh. Hắn ta ra lệnh tất cả những tù binh Mỹ khác đều phải đấm Louis một cái, nếu không làm thì tất cả sẽ bị đánh. Nhưng đồng đội của anh cũng không dám ra tay đánh anh. Louis cũng không muốn đồng đội bị đánh vì mình, nên anh đã ra lệnh cho đồng đội đánh anh. Sau vài cú đấm, Louis đã đứng không nổi, nhưng tên lính Nhật bên cạnh vẫn đỡ anh dậy để Louis tiếp tục chịu đòn. Một hàng dài lính Mỹ lần lượt cho anh một đấm, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống thì mới đánh hết lượt. Đến lúc đó Louis cũng đã ngã gục xuống đất, khuôn mặt cũng bầm dập đầy máu me. Nhưng cho dù bị giày vò như vậy thì Louis vẫn không chịu khuất phục, cho dù như nào anh vẫn không chịu đầu hàng trước lính Nhật.
Cứ như vậy anh đã chịu đựng được 2 năm, lúc này tình hình cũng đang chuyển biến tốt lên, đó chính là Mia vì đã được thăng chức, vì vậy hắn sẽ chuyển đến làm việc tại một nơi khác. Như vậy từ nay Louis sẽ không phải chịu đựng hắn hành hạ nữa. Giờ Louis đã có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, nhưng cũng không được lâu thì máy bay Mỹ đã tấn công đến khu vực này, trại giam rơi vào hỗn loạn, bom đạn rơi vãi khắp nơi, thế là ngày hôm sau quân Nhật đã áp giải tù binh Mỹ đến trại giam mới. Trên đường đi chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn, mặt đất cũng xếp đầy những thi thể của người dân vô tội. Sau một buổi di chuyển thì bọn họ đã đến trại giam mới. Đó là một nơi lạnh giá, tuyết trắng phủ đầy mặt đất, nhưng lính Mỹ chỉ được mặc một bộ quần áo mỏng manh, cực khổ làm những công việc nặng nhọc. Ai nấy cũng đều bị nhuộm đen bởi than đá, nhưng điều khiến họ lo sợ hơn, đó chính là tên Mia Vi đang làm cai ngục ở đây. Hắn bắt tù binh Mỹ vác hàng chục cân than đá trên vai, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ ngã từ trên cao xuống và mất mạng. Mà nếu không làm tốt công việc thì cũng bị quân Nhật đánh trong một trận. Louis đã sắp kiệt sức nên không thể đi nhanh, ngay lập tức anh bị đám lính Nhật đẩy ngã, cũng vì thế mà chân anh đã bị gãy. Anh vô cùng đau đớn nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám hé răng ra kêu đau. Đến đêm anh nằm trên nền đất không tài nào ngủ được. Lúc này anh chỉ mong ước thế giới sẽ không còn chiến tranh nữa, để anh sớm có thể kết thúc những ngày tháng tối tăm này. Do chân đau nên hôm sau anh chỉ có thể cập kiễng vác than đi từ từ. Cũng chẳng được bao lâu thì anh đã không thể gắng gượng được nữa. Louis gần như kiệt sức và phải dựa vào cây cột thì mới đứng được. Thấy anh không làm việc, lính Nhật lại lôi anh đến chỗ Miyavi. Đúng lúc tâm trạng của hắn không tốt, liền ra lệnh cho Louis nâng khúc gỗ. Giờ đây anh vừa đói vừa rét nên sức lực đã gần mất hết, phải cố gắng lắm mới có thể nâng khúc gỗ nặng cả tạ lên vai. Nhưng Miyavi chưa hài lòng rồi còn ép anh nâng lên cao hơn. Louis chậm chạp cố gắng lấy hết sức và đã thành công nhấc khúc gỗ qua đầu. Nhưng Miyavi vẫn không chịu dừng lại, hắn ra lệnh cho cấp dưới nếu Louis bỏ khúc gỗ xuống thì sẽ bắn ngay lập tức. Thời gian cứ thế trôi qua, hai tay của Louis cũng dần mất sức, cảm giác như khúc gỗ càng ngày càng nặng hơn. Nhưng Louis vẫn kiên trì chịu đựng, những người đồng đội cũng đã dừng công việc của mình, rồi chăm chú nhìn Louis bằng ánh mắt kính phục, đồng thời cũng âm thầm cổ vũ và cầu nguyện cho anh. Miyavi cũng bắt đầu cảm thấy khâm phục nghị lực của Louis, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi. Cuối cùng Louis dùng hết sức lực nâng khúc gỗ lên cao hơn nữa, rồi nhìn Miyavi bằng ánh mắt kiên định, khiến hắn ta thực sự cảm thấy sợ sệt. Hắn không hiểu tại sao đã cố gắng hành hạ mà vẫn không thể khiến Louis chịu khuất phục. Lúc này hắn đã phát điên lao đến đánh đập Louis một trận như tử. Nhưng Louis vẫn không bảo sao, đánh đến khi hắn kiệt sức mới chịu dừng lại, rồi để Louis nằm ngất ở đó. Mãi cho đến tối cũng không ai được phép đưa anh về chỗ ngủ. Hôm sau Miyavi đã tập hợp tất cả tù nhân Mỹ lại một chỗ, rồi cho lính Nhật chĩa súng vào bọn họ. Tất cả lính Mỹ đều hiểu điều này có nghĩa là gì. Bọn họ chỉ biết lặng im cùng nhau đối diện với hiện thực tàn khốc. Nhưng đột nhiên lúc này trên trời xuất hiện tiếng máy bay, đó chính là máy bay chiến đấu của Mỹ. Tất cả tù binh Mỹ đều vui mừng vì cuối cùng quân Mỹ đã thắng cuộc. Tất cả những tù binh Mỹ đều được cứu. Cơn ác mộng của mọi người giờ đã kết thúc. Ai nấy cũng lao đầu vào ăn sau bao nhiêu ngày bị bỏ đói. Chỉ có duy nhất Louis là đi tìm đến phòng của Miyavi, nhưng hắn đã cao chạy xa bay, chỉ để lại cây gậy hắn hay đánh đập anh và cả tấm ảnh hai bố con hắn. Sau đó Louis cũng đã trở về nước. Việc đầu tiên anh làm đó là dành cho mặt đất một cái hôn, sau đó thì ôm chầm lấy những người thân của mình. Bộ phim hôm nay đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.